có bị muộn không hả không? Hôm nay các bạn ấy gọi là tổng kết để mà nghỉ hè anh em ạ. Vậy là sau ngày hôm nay là mình cũng không còn ai để đón buổi sáng nữa, lại trở lại với chuỗi ngày tháng bình thường. Hình như là mình đã đón được các bạn ấy chắc phải hơn một tháng đấy. Ok, 114.000 mở màn cho một ngày mới. Alo. Dạ, anh em xin chào ạ. Anh em đón anh ở B6A Lâm Trung Yên đấy. Anh ở ngoài này. B6A, hình như là em ở, đang ở bên hông này rồi anh ạ. Em bên hông à? Anh ở phố gì gì này? Đình Núp, Đình Núp này. Đình Núp vậy? Ở nó bên đường Đình Núp này, cổng chính này. Em ở đây. À, Đình Núp đúng không anh? Đúng rồi, ok ok em vòng ra đây, em vòng ra đây. Vâng, và chào mừng các bạn đến với taxi vlog số 3 của mình. Hôm nay là ngày chia tay các bạn học sinh. Các bạn ấy nghỉ hè thì chắc là mình cũng không đồng hành cùng cái chương trình đón học sinh buổi sáng này nữa. Rồi anh Thanh này. Chào anh ạ. Chào. Vâng. Đây là đường chính mà. À đúng rồi, chính. Hát nặng nhà. Lạnh anh. Mát chưa? Mình đang ở trên Bà Triệu anh em ạ. Sáng hôm nay thì hơi vội, chưa ăn cái gì mà cũng chưa uống cái gì cả. Bây giờ mình phải qua bên Time City sạc pin cái, với cả là làm ly cà phê cộng với bánh mì. Ăn sáng phải ưu tiên anh em ạ. Bây giờ là 7:30 phút. Chứ không bây giờ mình chạy một cuốc đến tầm 8:30 là chán ăn luôn, kiểu không muốn ăn đấy. Thôi khách thì khách thì bây giờ cũng phải ưu tiên sức khỏe tí. Qua kia ăn uống cái đã, tính sau. Mình vừa ghé bên đường làm gói xôi anh em ạ. Thường buổi sáng thì ăn xôi xéo hoặc là bánh khúc. Xôi xéo thì tầm 10.000, bánh khúc thì tầm 15.000 thì mới đủ. Còn bánh mì thì kiểu mình mua cảm giác làm nó hơi bị lâu ấy. Bánh mì trứng pate chẳng hạn, làm thì sẽ mất tầm 2-3 phút, cho nên là mình cũng không ưu tiên bánh mì buổi sáng. Thành thơi tí cơ. Giờ mình sẽ đi kiếm ly cà phê nữa. Ở Hà Nội thì anh em uống cà phê thì nó không được chất lượng bằng anh em ở trong miền Nam đâu. Thì cà phê ở đây ấy, thường sẽ pha phin từ tối hôm trước, đóng vào chai to xong rồi mang ra đây. Sau khi anh em mình đặt cà phê ấy, thì họ lôi cái cà phê đấy đổ ra và pha cho anh em mình uống đấy. Còn mình trước mình vào Nam ấy thì gần như là sẽ chất lượng hơn, tại vì là họ sắm luôn cả cái dàn máy máy pha ấy, xong có cả hạt cà phê đấy họ xay ra xong rồi họ làm truyền hình trực tiếp ở đấy luôn. Thì cà phê ở trong Nam lúc nào mình thấy uống nó sẽ tỉnh táo hơn và nó cảm giác ngon hơn. Ngoài này mình cũng không kiếm được cái tiệm cà phê dạo nào mà họ sắm cái máy pha uống cho tỉnh táo hơn chút. Đây, anh em xem thì đây là Time City. Trước Time City là có một trạm sạc rất là to nhá. Trạm sạc này như là 120W mỗi bên. Buổi sáng cái này đang là 7:50 phút thì gần như là các bác tài là đang đi kiếm ăn rồi, cho nên là mình sẽ được một slot ở đây.
Đây là khung cảnh buổi sáng bên Tham City. Người ta đi làm rất là đông. Đây hả? À, ok, thank you. Mời người điên nhá. Đây cà phê hơi nhỏ anh em ạ. Rồi, mời các bác ăn xôi nhá. Lâu lắm mới có ngày kiểu thảnh thơi thế này. Bình thường mình sẽ ăn trước khi mình đi làm cơ anh em ạ. Ok đấy, ngon đấy. Ở Tham City ấy mà giờ tầm 7:30 này, 7:30 8:00 này. Anh em bật lên nó hay có quốc vào trong phố lắm. Kiểu như họ đi làm ấy, ở đây xong rồi họ đi làm ở trong phố. Đường tắc á, nên là mình không muốn bật vào thời điểm này vào tại cái khu này. Chắc tầm 8:30 mình sẽ bật lên. Thì may ra mình sẽ có những cái quốc mà nó xa. Nó sang bên Long Biên này, đường nó thoáng hơn, đi qua cầu ngon lắm. Đi cà phê à. Cảm giác nó ít quá. Được 1/3 cốc. Alo. Chị ơi, sảnh B nó là cái chỗ cứ si 3 phút đúng không chị? Sảnh B, B bò mà. Vâng. Đúng rồi, si 3 phút đúng rồi anh ơi. Vâng. Em đợi chị ở dưới anh. Anh là chị ạ. Hồ Gươm anh em ạ. Ôi mặt nước đẹp thế. Cảm giác thời tiết này đỉnh luôn đấy. Hôm nay thì mình đón các bạn ấy 2 lần anh em ạ. Buổi sáng là chở đi đến lễ tổng kết. Bây giờ tầm 11 giờ, gần 11 giờ. Mình lại quay lại và đón các bạn ấy về nhà. Đây là cái buổi chia tay mà sau buổi này thì các bạn ấy được nghỉ hè mà anh em. Mình phải kiếm chỗ nào đỗ xe trước. Wow, rất đông luôn đấy. Lần nào mình qua đây nếu mà mình đón về thì cũng tắc đường hết. Ok. Mình được một cái chỗ đỗ ok phết. Đỗ ở chỗ này thì không cản trở giao thông mà đỗ bao nhiêu lâu cũng được. Đi hoan xong sớm nhé. Nghỉ hè đấy anh nhỉ? Vâng. Về quẩy luôn à? Vâng. Hello anh. Hello. Hello. Hai anh có xoăn tóc đẹp ấy. Xoăn được tận nhiều ấy. Không, có hai quyển là sẽ vừa lên tin. Giấy khen à? Cho chú xem gì. Mình có hả? Có. Sự mình hầu như đấy là có. Học sinh xuất sắc à? Vâng, con chào. Hay đúng không? Ô, hôm nay ôi ôi hai từ anh ăn qua từ phim biển cậu ơi. Lấy cho hai người nhắm hai sáng đưa một bịch đi mà bây giờ nhắm. Mang về thì có một túi à, một gói à? Nhắm tao sáng nay gặp mạng. Tao sáng nay gặp mạng. Ừ, yêu mày là Ngọc đi với Hoàng và Khôi đúng không? Dạ. Chiều không? Sáng nay không? Bố mua cho cả bánh mì nhưng mà lại quên để luôn cả. Mày hay. Ô vậy là chính thức nghỉ hè hả? Nghỉ hè được bao nhiêu? Hai tháng không? Ba tháng. Phải, nghỉ 3 tháng. Thế là đi đâu? Kế hoạch đi đâu? Chắc lại về quê. Kiểu đầu năm thì cũng vui mừng vì vào năm học mới, xong về nghỉ hè cũng vui mừng vì mùa hè sắp đến.
Nhưng mà nước cậu đi đâu không? Nước tớ đi Eco Park rồi. Eco Park cũng gọi là đi à? Đi gần đấy. Thì rõ thế, trả biên nữa. Lớp cháu quý ít xong rồi là quấy lớp tớ một cháu. Đi sang gì nhỉ? Ít thì cũng phải đi ra sang Ocean chứ nhỉ? Ocean 23 ấy. Vâng. Eco Park ở đâu nhỉ? Nó gần gần chỗ đấy. Nó cũng bên Hưng Yên ấy. Đúng rồi. Thế không quên nhé. Ừ. Mày thế nhỉ? Này được ra tôi xin ghê. Đây không ăn thua chú ạ. Người phải lắm tiền cơ. Không tiền hay nhưng mà một con người thứ hai là đức. Vâng. Mày được có đức được. Dạ. Chào cảm ơn chú nhá. Nhìn người biết có đức. Vâng. Tiền nhưng phải có đức. Đức còn hơn tiền. Vâng. Ok. Đang ở bên Vũ Trọng Phụng anh em ạ. Gần 12 giờ rồi, thôi đi kiếm quán nào ăn thôi. Rút kinh nghiệm từ lần trước. Vào quán rõ to xong à. Ô, đã được cuốc xe. Ngon nhỉ. 82 Nguyễn Tuân. Chi cục thuế Đống Đa. Thôi được rồi. Mình sẽ làm cuốc này nữa rồi bắt đầu mới đi ăn cơm anh em nhá. Thêm một cuốc nữa. Rồi chi cục thuế Đống Đa. Mười hai giờ 25 phút rồi anh em ạ. Mình sẽ đi kiếm quán ăn ăn. Anh em làm nghề tài xế thì thường sẽ bị lệch múi ấy. Bây giờ với anh em tưởng tượng 12 giờ anh em đi ăn đúng không? Kiểu gì thì kiểu thì nó cũng đông. Và anh em để xe các thứ thì nó không bao giờ là thoải mái được. Cho nên là thường là chỉnh về tầm 1 giờ hoặc là 1 giờ 30 ấy. Ăn ở những cái quán ăn thì nó sẽ có chỗ để xe. Còn ăn lúc căng đét, lúc 12 giờ ấy, vào là anh em nhộn nhịp. Mà kiểu mình ăn nó phải vội ấy, nó sẽ không an tâm với cái xe của mình. Vào quán nào đây? Ok. Ở đây có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em này. Mình nhìn quán phở Nhật Minh. Nhìn ông chú đảo cơm rang trông có vẻ đứng đắn và có nhân cách ấy. Mình sẽ chọn quán phở Nhật Minh. Tìm chỗ đỗ xe. Đỗ sau con mẹt anh em ạ. Ngang phèo nhau rồi. Bây giờ chạy taxi thì cũng ăn ở đây, cũng đỗ xe ở đây. Chạy mẹc thì cũng vào đây ăn thì chất lượng cuộc sống như nhau thôi anh em ạ. Cho em cơm rang dưa bò. Lên tầng 2 được ạ. Ok, mình đã có một sự lựa chọn sáng suốt anh em ạ. Quán này ăn rất ok anh em nhá. 45.000 suất cơm rang dưa bò. Mà mình chưa thử những món khác thôi, nhưng mà dưa bò ok. Ngon, sạch sẽ. Bên trên tầng thì anh em lên thì có điều hòa. Thì anh em nào mà chạy taxi có thể ghé qua ủng hộ quán đó. Mình cơm rang Nhật Minh trên đường Vũ Trọng Khánh. Quán này mình cũng khá ưng anh em ạ. Tại vì có chỗ đỗ xe này, có điều hòa này, nhân viên ok này, rồi chất lượng món ăn các thứ thì cũng được.
45k thì cũng không phải quá đắt so với một nơi mà có thể đỗ được xe ô tô đúng không anh em? Thì anh em nào mà gần Vũ Trọng Khánh thì chưa có thể ra đấy ăn nhá. Đọc pass xế top 1 để không được giảm gì cả. Vì anh chủ quán anh cũng chẳng biết mình đâu mà. Rồi bây giờ thì mình sẽ bật app lên và chiến tiếp. Dạ xanh em xin chào ạ. Anh em đón anh ở Highland rồi anh? Đúng rồi, ở Highland. Vâng vâng, anh cho em tầm 2 phút nhé, em qua luôn ạ. Ok ok. Vâng vâng. Quốc xe 86.000 mở màn trong một buổi chiều rực rỡ. Em về tàu hữu phải không anh? Đúng rồi. Vâng. Làm que kem anh em ạ. Ôi, má trông kem được đấy. Một que kem sẽ giúp cảm xúc của anh em lên một cách nhanh chóng luôn. Cái quá trình mình làm những cái video này mình thấy rất là đơn giản thôi. Mình chạy như nào mình quay như vậy. Xong mình sẽ lược bỏ những cái, tất nhiên là những trong quá trình chạy sẽ có những cái tiêu cực, mình sẽ lược bỏ đi hết. Và thông thường trên những cái video của mình ấy thì sẽ toàn là tích cực cả thôi. Kiểu anh em chạy cả thấy yêu đời vui, kiếm tiền mẹ sướng vậy. Cho nên là nhiều khi anh em xem những cái video của mình ấy cảm thấy là mẹ cái nghề này rất hay, nghề này tuyệt vời đấy, kiếm tiền được dễ nhỉ mà vui nhỉ. Nhưng mà thực ra không phải. Mình đã bỏ đi hết những cái phần mà nó chán đời rồi. Nhiều khi anh em ngồi xe 2 tiếng đồng hồ không nổ, ngủ vật vã, công an phạt các thứ là tưng bừng, đúng không? Nên nhiều khi mình ngồi xem lại video của mình cũng thấy hay hay. Ok, mình chạy tiếp. Em cảm ơn nhá. Chờ anh ở bên này. Mình có lạnh quá không ạ? Có lạnh, có lạnh. Hữu Văn này. Vâng. Ở dưới này không có chân cắm sạc đúng không? À, có đấy, anh dùng iPhone ạ. Đây, không có iPhone này, anh dùng. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Để chút em mở cốp cho anh. Trời mưa một cuối tuần được cúc xe về quê anh em ạ. Nói là quê chứ thực ra là bên chỗ thị trấn Trúc Sơn. Quốc này thì mình được 200 mấy. Hiện tại thì đang là tầm 9 rưỡi tối anh em ạ. Mình đang cách thị trấn Trúc Sơn ra tầm 10 cây số. Tức là đi vào trong cái làng huyện ấy. Đi cái trời tối như thế này thì anh em đi rất là nguy hiểm. Đường tối đã đành nhưng mà còn thêm mưa nữa. Thực ra là cái quan sát của anh em đi taxi ấy thì bình thường. Tức là ngồi trong ô tô thì rất bình thường, nhưng mà tuy nhiên thì anh em hai bánh thì lại khác. Đấy, trời mưa và tối như này nữa thì tầm nhìn của họ rất là hạn chế. Mà anh em đi đường này nếu mà không cẩn thận hoặc là đi tốc độ cao ấy, rất dễ là va chạm luôn. Ông này em muốn vượt luôn à. Ngày hôm nay thì mình được phép gọi là chạy đêm anh em ạ. Tại vì là ngày mai mình cũng chẳng phải đi đón ai cả. Các bạn ấy được nghỉ hè rồi mà. Bắt đầu từ bây giờ thì có thể mình sẽ thay đổi chiến thuật đúng không anh em. Trước thì cứ dậy sáng dậy sớm, xong rồi tối cũng về sớm, về ngủ. Thì bây giờ mình chơi kiểu khác. Chơi kiểu đón đêm thôi. Mình chạy có thể là đến tầm 12 hoặc là 1 giờ đêm. Mình về xong rồi sáng mình ra muộn tí, tầm 9-10 giờ. Thì nó cũng là một cách chạy khác.
anh em chạy đêm thì thường thì năng suất nó cao hơn, đường thì thoáng này, khách thì thường là quốc to. Về cự lầu có sao không nhỉ? Bạn có lạnh không? Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong chuyến xe chắc là thứ mười mấy trong ngày rồi đấy anh em ạ. Bạn vừa rồi thì cũng là một bạn đi tổng kết về anh em ạ. Ngày hôm nay là ngày tổng kết hay sao gì đấy. Bây giờ đang là 10 rưỡi đêm mà đường rất là đông anh em ạ. À, anh em có thể xem nhé. Và app thì chắc chắn mình bây giờ mình bật lên thì sẽ có cuốc thôi. Tại vì trên app đang báo là đỏ, đỏ nhu cầu. Tuy nhiên thì chắc là mình sẽ về. Tại vì hôm nay mình rong ruổi cũng khá là nhiều thời gian ở trên đường rồi. Muộn muộn này thì thôi, mình cũng chưa ăn uống gì luôn. Hôm nay thì cũng là một video ngẫu hứng thôi, ghi lại một chút kỷ niệm mình với taxi và với các bạn học sinh. Mai sau có cái xem lại. Thôi đến đây thì video cũng khá là dài rồi. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Mình cũng không biết là video mình có cái gì thú vị hay là hay không, nhưng mà cũng rất nhiều anh em thích cái kiểu video này của mình. Thì mình chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Tại vì từ khi mà mình làm, kể cả mình chạy xe ôm đi, mình thấy những cái điều đó nó rất là bình thường. Mình quay lên thôi, mình edit lại rất là sơ sài và up lên thì cũng rất nhiều người thích. Cảm thấy một cái gì đó, nói sao nhỉ. Mình cũng không hiểu nữa.